tưởng để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, cùng chiêm nghiệm lại một chặng đường đã qua trong năm cũ và cùng nhau hướng đến những cơ hội mới, những thành công mới trong quý mới của năm nay. Thưa quý vị, quý vị hãy lại lên vào tháng 2 hàng năm chúng ta lại tề tụ về thành phố Bạc Liêu để cùng trung tâm điện máy Kim Anh có một buổi tiệc thân mật để cùng chia sẻ những khó khăn và chúng ta cùng chào đón những điều đẹp nhất và tốt nhất trong năm sau. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay rất vinh dự của chúng tôi được tề tụ rất nhiều quý đối tác, tất cả các nhà cung cấp và quý đại lý có mặt trong sự kiện này. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi tối đêm nay tại thành phố Bạc Liêu. Kính thưa quý công ty, quý anh chị đại lý và các em sale có mặt hôm nay. Hôm nay tôi thật sự lấy lòng cảm động và biết ơn đến quý công ty, quý anh chị đã bỏ chút thời gian quý báu đến thăm dự buổi tiệc của công ty chúng tôi ngày hôm nay. Anh chị cũng biết năm 2012 vừa qua là cũng là một năm kinh tế đầy khó khăn và vất vả. Bên cạnh đó, chúng tôi được nhờ sự tin tưởng và yêu thương của công ty và quý anh chị đại lý đã giúp cho vợ chồng chúng em vượt qua năm khó khăn vừa qua và cố gắng phát triển hơn trong những năm tiếp theo. Dự kiến năm nay và cũng là một năm kinh tế đang khó khăn, đầy khó khăn. Tôi mong muốn gì hơn? Tôi mong muốn gì hơn để đủ lực, đủ sức khỏe để vượt qua khó khăn trong công việc và tránh khỏi nhiều điều sai sót. Con quý anh chị đại lý niềm tình tha thứ bỏ qua. Cuối lời tôi không biết nói gì, xin chúc quý công ty, quý anh chị và các em sale một buổi tối đầy vui vẻ và năm cấp gặt hái được nhiều thành công trong năm nay. Xin cảm ơn. Cùng với các chủ doanh nghiệp và trong ngày hôm nay, trong một dịp mà chúng ta đã rất lâu rồi mới về thành phố Bạc Liêu để cùng chung vui, để cùng gặp mặt nhau trong buổi cơm thân mật, chúng tôi cũng lấy dịp này